Chồng cũ Hoàng Oanh bất ngờ gây xúc động mạnh bởi câu nói về quý tử. Mới đây trên Instagram, chồng cũ của MC Hoàng Oanh đã đăng tải loạt khoảnh khắc chơi đùa cùng con trai vui vẻ trong kỳ nghỉ lễ kèm dòng chú thích. Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới. Dòng chia sẻ trên của chồng cũ Hoàng Oanh khiến ai nấy đều xúc động. Trong bức ảnh có thể thấy hai bố con đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Chỉ qua chi tiết này thôi cũng thấy rõ mối quan hệ cách cư xử văn minh của cả hai sau khi ly hôn. Mặc dù đã ly hôn, nhưng Hoàng Oanh và chồng cũ luôn hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con. Hoàng Oanh luôn tạo điều kiện cho Jack gặp con để bé Max không thấy tủi thân. Chỉ qua chi tiết này thôi cũng thấy rõ mối quan hệ cách cư xử văn minh của cả hai sau khi ly hôn. Bé Max cũng ngày càng lớn phỏng phao và được cả gia đình nội ngoại yêu thương hết mực. Nói về việc nuôi con sau khi ly hôn, Hoàng Oanh chia sẻ, Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khỏe mạnh hạnh phúc. Còn có ông bà ngoại, ông bà nội, cậu dì, ai cũng yêu thương con. Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình. Trước giờ Oanh đã cố gắng hết lòng hết sức mình có thể rồi nên giờ có thể bước tiếp. Bé Max là sức mạnh và hạnh phúc lớn nhất đời này của Oanh. Oanh sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con, cho con được sống bình an và khôn lớn nên người. Tháng 12 năm 2019, Hoàng Oanh kết hôn với doanh nhân người Mỹ Jack Cole sau 2 năm hẹn hò. Không lâu sau đó, cả hai đón con đầu lòng. Con trai được 2 tháng tuổi, nữ MC đưa bé sang Singapore đoàn tụ chồng vào tháng 8 năm 2020. Sau hơn 1 năm sống ở nước ngoài, tháng 12 năm 2021, Á hậu đưa con về Việt Nam, trong khi ông xã vẫn ở Singapore. Cuối tháng 3 năm 2022, Jack về Việt Nam thăm mẹ con Hoàng Oanh. Cả hai có những giây phút vui vẻ bên quý tử. Song người hâm mộ không ngờ rằng chỉ sau 2 tuần thì nam doanh nhân tuyên bố ly hôn. Cô cho biết, Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn. Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khỏe mạnh hạnh phúc. Cô cũng nói thêm, dù không còn là vợ chồng nhưng cô và Jack vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình. Được biết, sau khi xác nhận đường ai nấy đi, Hoàng Oanh phụ trách chăm sóc bé Max, còn chồng cũ của cô ở lại Singapore tiếp tục công việc của mình. Thông tin Hoàng Oanh chia tay chồng Tây khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Á hậu chia sẻ những ngày qua, cô đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ. Hoàng Oanh từng chia sẻ, cuộc sống hôn nhân của cô và chồng Tây tồn tại nhiều khác biệt về văn hóa. Hoàng Oanh cẩn thận sát sao trong việc nuôi con, còn ông xã Jack lại có quan điểm đơn giản hơn. Trong thông báo ly hôn, Hoàng Oanh cũng khẳng định cả hai vợ chồng vẫn cùng nhau yêu thương và cố gắng nuôi dạy nhóc tỳ nên người. Nhiều người thầm cảm phục sự văn minh, bản lĩnh của Hoàng Oanh và cầu chúc hai mẹ con được bình an bên nhau. Nữ nghệ sĩ mong muốn bản thân vững vàng về tinh thần lẫn thể chất để có thể cho con trai một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc nhất. Nhiều lời chia buồn và tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của Hoàng Oanh và Jack được gửi tới cô nàng. Tuy nhiên, ai nấy đều tôn trọng quyết định của cô và ủng hộ hết lòng. Theo dõi trang cá nhân và các tài khoản mạng xã hội của Hoàng Oanh, khán giả dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ vượt qua cú sốc trong chuyện tình cảm. Hoàng Oanh được khen ngợi khi càng nhuận sắc, trẻ trung và ngọt ngào hơn trước. Cô nhận được nhiều sự động viên yêu mến của khán giả đồng nghiệp và nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khi mình trở về cuộc sống của chính mình là điều tuyệt vời nhất, ở nơi mình thích, làm công việc mình thích, nơi có bạn bè và hơn hết là gia đình. Yêu thương cô bé có nụ cười tỏa nắng, luôn vui vẻ như này nha Oanh. Mới đây trên Instagram, MC Hoàng Oanh chia sẻ dòng tâm trạng, mong bạn được yêu thương và biết yêu thương chính mình, hạnh phúc sẽ tới đúng lúc bạn cần.